Rồi. Hình nào? Hả, à, cô chú coi chay nè. Vẽ ăn sao mà chấm luôn cái một rùi lên miệng rồi nè, thấy chưa? Một rùi viên dễ sợ luôn. Ok, your face. Đây này, nhìn cái miệng nè, bây giờ nhìn cái miệng nè. Katie, you're not supposed to eat it. Cái miệng như gì vậy? I think JD ate it. She ate the pen. Check her tongue. Hey, let me see your tongue. Let me see your tongue. Thấy chưa? Cái miệng ghê quá đi. Yêu, yêu. Thôi đi rửa đi, đi rửa miệng đây. Đi rửa miệng đi, rửa miệng. Ui trời, coi cái miệng rùi kìa. I don't know why she does not like oatmeal. Oatmeal is good. Man, it's okay, JD. Mommy doesn't like it either. Ăn ốc miêu không? Không, không ăn ốc miêu đâu. Ăn nữa không? Này, ăn đi. Ngon không? She got it under her eye too. Ngon. I just noticed ngon, her ngon. Eye. Give JD more. Oh, oh, ba cho nè. Không có la. Nóng á, ba thổi á. Ngon không? Ngon hả? Ngon ăn đi. Baby, she likes it. Why you say she doesn't? This is literally the first time she's ever had it. Nóng, nóng. Oh, mày chua, it's hot, chua. It's hot. Too hot for her. Nữa không? Ăn nữa không? Nữa. Nữa kìa, nữa, nữa, nữa. Cho xin miếng nữa đi ba. Are you sure? Yeah. Thổi. Blow on it. Blow on it. Thổi đi con. She said whatever. I just want to. She got it on her eye. Nữa không? Ăn nữa không? Nữa hả? À? Nữa rồi đi. Không ăn nữa, không ăn nữa, không ăn nữa, thôi đi. Này nè, cái... She is hungry, baby. Should... Baby, she should eat. Oh. Nữa không? Ngon hả? À? Nữa ha. Ba, mo ba. Rồi. Ba đút thì cái tao thì cái chứ. Ý tứ dễ sợ luôn á. Đút có trong muỗng có chút xíu không mà cũng rớt lên rớt xuống. Ba không có làm ăn cái gì được hết trơn ha. Dạ đi con. Nó trét vô áo đi chị. Đó ăn ốc miêu rồi thấy chưa? Đây là take it, get it out. Nên thổi thổi. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa hả? Không 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 không. Baby, no, she has some. You have to have some. No, no, I'm not eating. Baby, just have one little bite. I'm not eating it. JD, eat it, JD. Thank you very much. Here, have this one. No, I'm not eating it. Not even a little bit. Just have one little bite. Ngon quá, nữa không? Nữa. She's very indecisive. Yeah, she's like, oh, I don't want it, but I want it. Yeah. Here. Không ăn nữa, không ăn nữa thôi. Con má, con cách. Đó, cô chú ơi. Bây giờ là mùa cherry nên cô chú sẽ thấy là Jay ăn cherry rất là nhiều. Rất là tốt luôn á. Nói ăn ốc miêu xong rồi thôi thôi, đừng ăn ốc miêu để cho ba ăn đi rồi con ăn cherry. Cho cô chú một miếng đi. Cho ngoại miếng đi, cho ngoại ăn trái cherry đi con. Con ăn cho ngoại trái cherry đi con. Ngoại trái cherry coi. Cho con ăn chưa gì mà con dục rồi, chua hay gì? Chua đi, khó đi. Ngọt cay cái ốc chua vậy? Ngon quá. Ồ, và cô chú coi trái cherry nè. Đã ghê. Mày cứu mẹ bậy không à? Ham ăn. À. Cho ngoại ăn đi. Ghi ghi ngon quá trời ha. Vô. Mấy con này là 7,000. Mày quýnh á. Ngọt quá. Mình mua hai đến như thế này. Ừ, chuẩn bị là đi hái cho đi nè. Vậy hả? Hả? Thì hái cách đây 1 tiếng đồng hồ á. Đi về tạo bị đâu chứ. Ừ. Nhưng mà phải tháng 7 tháng 8 mới hái được.
Mùa này chưa có. Nãy giờ mày ăn được 8 trái rồi đó mày ra. Cô không thích ăn chưa đi hả? Có chứ. Cô vừa like cô ăn con ăn đi. Nè. Chưa cô chú ăn mấy không? Thánh cherry. Phụ trái cherry, cô chú còn nguyên đá không chú? Phải có cô chú đây với chơi chia cho cô chú ăn thì ha. Trời đất ơi, mẹ chay bữa nay mua nguyên một bịch cherry á hả, chắc cỡ 1 ký mấy á. Có 150.000 à. Quá. Bởi vì Việt Nam bán mắc quá trời bắt luôn, khó ăn. Mắc cỡ đó về Việt Nam mẹ cũng không dám mua nữa chở rồi cô chú. Mắc quá. Trời ơi, ăn phải được rồi thành. Ăn ngon. Bỏ vô đây, bỏ cuốn đây, bỏ cuốn xuống. Ăn cái kiểu gì lạ. Không ăn cái trái đó đàng hoàng là mẹ đem mày cất liền á. Nè cái trái này nè, thấy gì nè. Chắc mày đập con quá chạy. Rồi thôi cất luôn, không cho ăn nữa. Cất. Không cất. Thôi không cho con ăn không? Con ăn không đàng hoàng. Đứng ăn đàng hoàng đi rồi mẹ cho ăn. Ăn hết cái đó đi rồi mẹ cho tiếp theo. Con giỡn mặt với mẹ. Ăn hết cái đó. Con này nó giỡn mặt với tôi nè. Nè nó cắn miếng rồi nó giục nó ly lấy cái khác nè. Không cho nữa. Thì. Nãy không ăn nữa. Đúng rồi, không ăn nữa. Ba đang ngồi chờ nhé cái đồ. Nhưng mà thôi nghỉ không trang nữa. Ăn hết cái đó đi. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lời ngọt mặt ngọt còn thầm thì em bước sang ngang. Đứng lên coi làm gì vậy? Tăng nhã học nha. Như phút ban đầu. À, nhìn cái bột rùi là cô chú biết con nhỏ tham ăn cái gì nữa. Tăng nhã học nha. Đâu nhã học đâu? Coi nhã học nha. Thằng còn dư ăn học xong mà đem lại đưa cho mẹ liền nghe chưa? Đem lại đưa cho bà. Cô bỏ đây cho ba đi dù. Hai chị đi. Trời ơi, vươn vai mỏi cổ. Em tập thể dục đi. Tập thể dục đi kìa. Bà cô tập thể dục đi kìa. Đi. 1 2 3 4. Giỏi quá. Ui trời ơi, mạnh dữ người ta. Có vô. Ui trời ơi. Ồ. Nó đi vô cái chỗ chơi thư viện á, nó cũng thích chơi mấy cái trò sắp sắp này đó. Chứ mấy con thú con đồ nó không có có màng múng. Nó thích ghép sắp là vậy đó à. Để đi, để tự nó, để tự nó. À, để rồi. 1 2 Miệng dính gì vậy trời? Miệng dính gì vậy? Dính lỏng chỗ đi chuối. 1 Người để cầm. Lão thì khóc. 1
2, 3, 4. Wow. Wow, cô chú thấy chay xây nhà chưa? Giỏi quá. Chơi ba đồ đoan đồ đưa để chơi còn. Vậy sao nữa? Rồi giờ sao nữa? Đây nè, mày mày chơi chơi chuối cái này, giờ dính gì nè. Thổi hả? Giờ thổi hả? Trời ơi nó thổi kìa. Nên mày chuối này kìa. Trời ơi thổi nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow! Đứng lên con này, đứng lên, bây giờ phải đứng lên. Đúng rồi. Wow! Happy birthday to Jessica. Hồi xưa giờ happy birthday. Ờ, ngoại thấy chơi sắp hay chưa ngoại? Hello. Thổi đi, thổi đi, thổi đi. Thổi đi. Nó đang xây nhà. Đang xây nhà, chơi đang xây nhà. Chị đang xây túp lều lý tưởng. Túp lều, chì dầu, hai quả, tím vàng. Cái gì mà có túp lều chì dầu nữa trời. Ừ. Ô, đổ. Ôi cha ơi. Ta túp lều lý tưởng còn chì dầu là. Chì dầu là thôi chì dầu á. À. Việt Nam ta ăn dữ lắm. Sao Việt Nam sao? Việt Nam ta là túp lều chì dầu, hai quả tím vàng. Đâu có. Con ít nghe, cái đây là lần đầu tiên con nghe. Con nghe là túp lều lý tưởng không chứ con có nghe túp lều chị dậu. Túp lều chị tưởng là nặng chứ đó. Anh là chị dậu. Đâu, cái túp lều lý tưởng là cái tên bài hát. Chị dậu là thời hồi xưa của đời chị dậu cực mức đồ như thế này. Rồi, thổi đi. Rồi. Wow, good job JD. Good job. Hay quá, rồi xuống xây nhà lại đi con. Rồi xuống xây nhà lại đi con. Đem vô xây nhà. Vô xây nhà đi con. Trời ơi, coi cái nón tôi mua nè. Bỏ vô trong mấy đồ chơi đó luôn kìa. Bằng Việt Nam một người cũng đã dùng tâm lắm vậy. Đây ơi, ngoại kêu kìa. Ngoại kêu con kìa. Bùm 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 cho ngoại coi, làm bùm 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 đi. Nó khoái làm bùm 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 lắm. Khoái dữ rồi mà. Không như mà chị nha. Ngoài thích dán quán, ngoài con. Bên em được chi à? Mày không phải làm không? Con à. Gì xem? Lúc ngoài quá rượu, ngoài quá nhịn. Mày không phải làm. Wow, dữ ta. Trời. Đau tay. Dựng lên con. Con mình về dạy. Trớn lên á. Trớn đi. Rồi. Bỏ bút tê. Có cái này, đồ này chơi miết luôn chứ mấy đồ kia không chơi luôn. Bởi vậy nó là say mà. Say. Phải không? Phải say không? Phải say không? Đấy. Bùn cối. Say bùn cối. Đừng ngủ được khóc. Dựng lên đi con. Dựng lên. Dựng lên. Dựng lên rồi, dựng lên cái tháp bự kia. Dựng lên tháp bự kia đi. Bỏ lên đây nè. Bỏ lên.
Rồi làm gì? Đứng tháo lắp miết ra. Cuộc đời của Say là lắp tháo mà. À, cô chú ơi, cô chú coi bộ đồ unicorn của Chay nè. Rất là hợp với bộ đồ luôn. Cái quai màu xanh, bộ đồ màu xanh. Cái già unicorn. À. Trời ơi, sao xinh dữ vậy ta? Sao dáng ai mà trời ơi, có đứng kìa. Trời ơi, dáng đứng bên tay kìa. Oh wow, từ đầu đến chân nè cô chú nè. À, quá luôn, cái này đi quá hợp luôn luôn. Đôi giày unicorn này đi với đồ gì cũng hợp á. Cái gì mà có dính unicorn là hợp à Chay ha. Đẹp không? Đẹp không? Đó, thấy chưa? Đồ tao mặc đồ đẹp mà. Dữ chưa? Thì nó có xí ra cho mày. Nó là nàng Úc trâu ống tre mà. Nhỏ như hạt tiêu vậy đó. Quá luôn. Trời ơi, tả cũng màu xanh nó giống unicorn luôn. Mẹ mua cho đôi dép quá dữ là chơi à. Trời ơi, giờ lên đó. Té.